Và xin chào cô chú bác anh chị gần xa yêu thích mai vàng và đam mê cây kiểng trên cả nước ạ. Rồi hôm nay thì vườn em ha lên giao lưu với cô chú anh chị gần xa mình lo mai giống. Và cô chú anh chị mình mua về lấy giống cũng như có thể cho Tết năm 2023 cô chú anh chị ha. Thì rất mong nhận được sự ủng hộ từ quý cô chú anh chị ạ. Thì em xin nhắc lại số điện thoại giao lưu của mình ha là 0868803221. Đó cũng là số giao lưu của em luôn nha cô chú anh chị. Rồi, không làm mất thời gian cô chú anh chị gần xa mình nữa, mình vô cây đầu tiên ngày hôm nay luôn cô chú anh chị mình là cây cốt gia đình ha. Mã số 1H cô chú anh chị. Cái này ghép được một bo ha, gần liền đầu ghép nè cô chú anh chị. Đầu ghép nó gần liền ha. Cái này em nuôi 2 mùa mấy rồi, hoành được 8 ha. Chiều cao là 48. Tán ngang là được 56. Rồi, cái này em giao lưu với cô chú anh chị mình giá 350 em bao phí ạ. Rồi, em đổi cây luôn ạ. Rồi, mã số 2H là một cây giống nhung cô chú anh chị mình. Đây, góc liền cốt của chú anh chị mình ha. Rồi em đã thông số ha. Hoành tới đây được 10. Hoành cũ là 15. Chiều cao là được 62. Tán ngang là được 51. Cây này em giao lưu với cô chú anh chị mình ha. Rồi giá cũng là 350 em bao phí luôn nha cô chú anh chị. Rồi em đổi cây ạ. Rồi tiếp theo mã số 3H cô chú anh chị mình ha. 3H là một cây bạch mai ha cô chú anh chị. Bạch mai miếng điện ha, bông từ 8 cho tới 12 cánh cô chú anh chị ha. Bông trắng. Nè, lên đột hồng dễ thương ha. À, khi nó già lá nó xanh lại cô chú anh chị thì mấy cành rất là mạnh nha. Quanh là được 15 rưỡi đến 15 ha. Chiều cao 45, tán ngang 59. Rồi cây này em giao lưu với cô chú anh chị mình giá 300.000 em bao phí luôn cô chú anh chị mình nha. 300 em bao phí ạ. Rồi, mã số 3H em đổi cây. Rồi, mã 4H là một cây cúc Tân Châu luôn cô chú anh chị mình. Đó. Cúc Tân Châu ha. Này góc cũng khá cô chú anh chị ha. Ghép được một bo lớn ha. Rồi em đã thông số luôn nha. Rồi hoành là được 12 rưỡi tính 12. Chiều cao của nó là được 63. Tán ngang của nó là được 62. Cây này em giao lưu với cô chú anh chị mình giá là 300.000 em bao phí nha cô chú anh chị. Ba mã 4H. Em đổi cây luôn ạ. 5H. Mã số 5H là một cây mai ghép giá hai giống của chú anh chị ha. Đại Lộc và Dảo Nhung của chú anh chị mình ha. Cái bo trên này là Đại Lộc nè ha. Bo mấy bên này là Dảo Nhung ha. Rồi em đông số ha. Rồi hoành là được 15. Chiều cao là 51. Tán ngang là được 62. Cây này em giao lưu với cô chú anh chị gần xa mình ha. Rồi giá là 400 em bao phí nha cô chú anh chị. Rồi em đỡ cây luôn ạ. Rồi mã số 6H cô chú anh chị mình ha. 6H là một cây cúc Tân Châu nha cô chú anh chị. Rồi em thông số luôn ha. Ghép được 2 bo cô chú anh chị. Hoành là 15. Chiều cao là được 45. Tán ngang là 39. Cây này em giao lưu 250 em bao phí ạ. Rồi em đỡ cây luôn nha. Rồi mã số 7H cô chú anh chị mình. 7H là một cây giáo nhung ha. Rồi. Cái này tàn cũng khá tròn ha. Hoành là 17. Chiều cao là 56. Tán ngang là 50. Cái này em giao lưu 350 ạ. Rồi 350 em bao phí nha cô chú anh chị. Rồi em đổi cây luôn ạ. Rồi tiếp theo mã số 8H cũng là một cây giáo nhung nữa cô chú anh chị ha. Cái này ghép góc liền cốt của cô chú anh chị ha. Liền đầu ghép này nè ha. Rồi em đo thông số luôn nha. Hoành được 6. Chiều cao 40. Tán ngang 39. Rồi cây mã số 8H này em giao lưu với cô chú anh chị mình ha. Rồi giá là 300.000 em bao phí nha cô chú anh chị. Rồi em đổi cây ạ. 9H. Một cây giáo nhung nữa cô chú anh chị mình. Cây này ghép được 2 bo ha. Rồi em đo thông số luôn ha. Rồi hoành là 12. Chiều cao là 39. Tán ngang là 39 luôn. Cái này em giao lưu là 200.000 em bao phí nha cô chú anh chị. Rồi em đổi cây luôn ạ. Cô chú anh chị mình ha. 10H và là giảo nhung luôn cô chú anh chị. Cái này ghép được một bo ha. Này mua gì mình lấy bo cũng ok cô chú anh chị ha.
Rồi em ra thông số luôn ha. Rồi hoành là 13, chiều cao là 23, tán ngang là được 32. Cây này em giao lưu 150 em bao phí ạ. À, rồi em đổi cây 11H cô chú anh chị mình ha. 11H là một cây cúc Tân Châu ha. Rồi em đo số nha. Rồi hoành là 11, cao là 56, tán ngang 36. Cây này em giao lưu là 200.000 em bao phí nha. Rồi em đổi cây luôn ha. Rồi mã số 12H là một cây giảo nhung của chú anh chị ha. Cây này tàn rất là tròn đẹp nha cô chú anh chị. Rồi em đo số luôn ha. Ghép được 3 bo. Hoành tại điểm này là 14, chiều cao là 53, tán ngang là được 46. Cây này em giao lưu giá 350 bao phí ạ. À, mười ba h ha. 13H là một cây giảo nhung đó cô chú anh chị mình ha. Rồi ghép được một bo ha. Hoành là 14, cao là được 54, tán ngang là 49. Cây này em giao lưu cũng là 350 luôn ạ. À, rồi em đổi cây ạ. À, 14H cô chú anh chị ha. Rồi 14H là một cây ghép bạch mai đọt hồng của chú anh chị ha. Này là bạch mai đọt hồng nha cô chú anh chị, là hai bao bạch mai đọt hồng. Và bên đây thì em là cái thân này nè, lúc trước thì nói chung là nó cái tuột nó lên chưa có nhiều á, này không có ghép. Rồi giờ nó lên tuột thì em để luôn ha cô chú anh chị. Mình muốn ghép bên đây màu vàng cũng được cô chú anh chị ha. Đó, mình ghép dù cúc mai, cúc vạn thọ hay là gì đó, mình ghép chung với bạch mai lên ha, là bên vàng bên bạc rất là ngon ha cô chú anh chị ha. Chừng cũng rất ý nghĩa ha. Rồi em đông số ạ. À, hoành 20, rồi cao là 30, em đo tán ngang bạch mai không nha cô chú anh chị là 30 luôn ha. Rồi cây này em giao lưu với cô chú anh chị mình ha. Rồi giá là 300.000 em bao phí vận chuyển cho cô chú anh chị mình luôn ha. Thì cây này cũng là cây cuối clip em giao lưu ngày hôm nay ha. Thì rất mong nhận được sự ủng hộ từ quý cô chú anh chị. À, thì em xin nhắc lại số điện thoại giao lưu của em ha là 0868803221, cũng là số giao lưu của em ạ. Thì trong quá trình clip có gì sơ xuất mong cô chú anh chị mình cũng bỏ qua. Em xin chào và hẹn gặp lại quý cô chú anh chị ở những clip tiếp theo ạ.